Vâng, xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2018. Luân trân trọng giới thiệu quý vị một bộ sản phẩm gồm có một bộ trường kỷ bằng gỗ vụ và một chiếc củ chè bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Và hai sản phẩm này được gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong theo đơn đặt hàng của anh Hòa ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần công đoạn cuối cùng và chuẩn bị đưa hàng lên xe đi bàn giao cho đơn anh chị ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là chiếc củ chè bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Đây là gỗ vụ ta Quảng Bình 100%. Bệ được bát trên tuần thú và lèo được 3 cành. Rất đẹp. Đôi cánh thẳng ốc đỏ. Chưa kể Thành Luân tôi cũng đã bàn giao rất nhiều các sản phẩm này sang bên Hưng Yên. Tiếp tục vào xuân năm mới này chúng tôi là sau vừa này gia đình nhà anh Hòa ở Mỹ Hào. Bộ trường kỷ của bộ vụ, bộ này là bộ nhỏ. Video quý vị đang xem tôi quay tập cơ sở 1 của thầy gỗ Thành Luân nằm tại đầu làng Ngài Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây trên hình gia đình nhà anh Hòa đang đè nghiệm thu phần cuối cùng của bộ sản phẩm Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện. Sau khi dừng video clip này, chúng tôi sẽ đưa hàng lên xe để bàn giao cho khách hàng. Anh Thanh ơi, hiện ở ra cuốn cho anh đi. Kính kia cho vào trong, chốt vào là rút giá cỗ ra anh đi. Vào đi, bỏ anh luôn đi. Cho lên cabin đi. Bỏ kính ra nè. Bây giờ chúng tôi sẽ cho vào bọc hàng và đưa hàng lên xe đã sẵn đây và chuẩn bị đi bán ra rồi anh chị ở Mỹ Hào nghe. Ở trên mình quý vị đang thấy là chị đã về trực tiếp cơ sở rồi để nhận thu phần cuối cùng. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Ok,